Quý vị thân mến, có nhiều cách để thể hiện tình yêu quê hương đất nước. Có người vẽ những bức tranh, có người viết những cuốn sách, có người lại nỗ lực bảo tồn những loại hình nghệ thuật hay phục chế những bức ảnh. Còn chàng trai 23 tuổi ở huyện Thường Tín lại làm những mô hình thu nhỏ về đình chùa, nhà cổ Bắc Bộ để mọi người có thể dễ dàng chiêm ngưỡng chúng ngay trong chính khu vườn nhỏ của mình. Đó cũng chính là nhân vật trong chuyên mục Sống ở Hà Nội ngày hôm nay mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn. Khoảng sân rộng 15 m² của gia đình anh Trương Bộ cũng là không gian sắp đặt những mô hình tiểu cảnh mini được anh chế tác suốt 16 năm qua. Từ những di tích lịch sử của thủ đô như Chùa Một Cột, Hồ Gươm, đến những bản mô phỏng đình Mông Phụ ở thị xã Sơn Tây hay những ngôi nhà năm gian hai trái. Trương Bộ hiện là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Thủy Lợi, chuyên ngành kỹ thuật cơ khí. Khác với nhiều bạn bè đồng trang lứa, ngay từ khi chỉ mới 7 tuổi, anh đã bắt đầu nhận thấy niềm say mê của mình với thú làm tiểu cảnh. Và dưới sự trợ giúp của ông nội, công trình đầu tiên của cậu bé 7 tuổi là mô hình chùa Một Cột. Ngay từ nhỏ thì tôi đã theo chân ông, chân bố đi vào thăm những cái ngôi nhà cổ năm gian ở trong làng, thì nhận thấy là những cái ngôi nhà cổ đó nó rất là cũ. Trong suy nghĩ tư tưởng là đã muốn về làm lại những cái ngôi nhà cổ đó bằng việc tái dựng lại mô hình, thì để góp phần giữ gìn lại những cái văn hóa dân gian đó. Để hoàn thiện mỗi sản phẩm, anh Bộ chia làm 3 giai đoạn: lên ý tưởng bản vẽ thiết kế, dựng hình thô và hoàn thiện dán ngói, lát gạch để hoàn thiện công trình. Những công đoạn này anh mất nhiều tháng để hoàn thành. Trong quá trình thực hiện tác phẩm, việc đưa tỷ lệ công trình thật về mô hình thu nhỏ là khâu khó khăn nhất. Thời gian đầu khi thử sức, anh thường xuyên làm hỏng những chi tiết nhỏ như mái đao hay cửa ra vào, hoặc gặp khó khăn khi lợp ngói cho chúng. Sau khi lên đại học, anh Bộ đã tiếp cận với những bản vẽ chi tiết. Từ đó, những tác phẩm về đình làng, nhà cổ Bắc Bộ được hoàn thiện một cách cân đối, hài hòa hơn. Công đoạn khó khăn nhất đó là về phần tỷ lệ. Mình phải mô phỏng tỷ lệ làm sao cho nó đúng với tỷ lệ từ ngoài đời thật vào trong cái tiểu cảnh của mình. Giả sử như là một viên ngói với một ngôi nhà thì nó sẽ phải có kích thước tỷ lệ. Khi mình đặt những cái mà như là con trâu này, cối xay lúa, cối giã gạo hoặc là bể nước thì nó phải tỷ lệ tương xứng với những ngôi nhà đó. Để tái hiện lại những công trình tiểu cảnh này thì nguyên vật liệu tôi sử dụng chính đó là xi măng và gạch nung mini, thì những cái vật liệu đấy nó rất là gần gũi và thân thuộc đối với người dân của chúng ta. Hơn nữa là cái vật liệu đấy nó cũng là một góp phần cũng làm thân thiện môi trường. Những cái chi tiết mà Bộ làm ở trong cái tiểu cảnh ấy rất là tỉ mỉ. Những cái mà chất liệu có thể là từ xi măng này, từ gạch mà bạn cũng tự nung luôn. Và cả những cái mà hoa văn thì là gần như là được Bộ làm rất là tinh tế. Thì mình thấy là những cái này là gọi là nó thể hiện rõ cái một cái đam mê của bạn, và hai là việc mà giữ lại những cái mà hình ảnh đấy qua những cái mô hình này, lưu lại những cái giá trị văn hóa để cho những cái thế hệ sau này. Trong thời gian tới, chàng trai Hà Nội 23 tuổi này sẽ tiếp tục phục dựng lại một số kiến trúc cổ đang có nguy cơ bị phá bỏ, cũng như theo học thêm về thiết kế kiến trúc để nâng cao tay nghề của mình. Với anh, việc làm mô hình đình chùa, nhà cổ Việt thu nhỏ không chỉ là đam mê cá nhân mà còn là mong muốn lưu giữ lại nét đẹp, bản sắc dân tộc đang dần bị mai một.